đến với Học viện Bảo hiểm FRI trong chương trình tìm hiểu về sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0. Tôi là Lê Bật Xuân, Phó phòng huấn luyện kênh đối tác. Tôi gia nhập vào FRI vào tháng 9 năm 2016. Thì hiện nay đang làm việc tại trụ sở chính của FRI tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được đồng hành cùng với các anh chị trong chương trình tìm hiểu về sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0. Thì tổng quan về sản phẩm, đầu tiên đó là về quyền lợi bảo vệ của sản phẩm. Khi nói về một sản phẩm bảo hiểm thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến quyền lợi bảo vệ. Thì quyền lợi bảo vệ của sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 là nền tảng tài chính vững chắc giúp gia đình, khách hàng trước những cái rủi ro không may trong cuộc sống. Thứ hai, sản phẩm này kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, khách hàng sẽ được bảo vệ mà lại vẫn có những đầu tư sinh lời đảm bảo giúp khách hàng thoải mái gia tăng tài chính của mình. Thứ ba, đó là quyền lợi cộng thêm, đây là quyền lợi gia tăng trong suốt thời hạn hợp đồng. Và thứ tư, đó là những cái tính năng linh hoạt của sản phẩm giúp khách hàng linh hoạt và chủ động trước mọi nhu cầu về tài chính của mình. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng quyền lợi một của sản phẩm. Đầu tiên là quyền lợi bảo vệ. Như trên màn hình các anh chị nhìn thấy cái trục rủi ro của khách hàng có thể gặp phải trong tương lai, thì từ những cái rủi ro bệnh vặt, bệnh nhẹ cho tới những cái rủi ro lớn hơn như là bệnh hiểm nghèo, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn tử vong, thì đối với sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 sẽ bảo vệ khách hàng trước những rủi ro to lớn lên tới kết thúc hợp đồng vào năm khách hàng 80 tuổi. Cụ thể là sản phẩm sẽ bảo vệ trước rủi ro là ung thư giai đoạn sau, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và rủi ro tử vong. Vậy thì những cái rủi ro còn lại trên trục rủi ro thì chúng ta sẽ linh hoạt đính kèm thêm các sản phẩm bổ trợ của FRI để bảo vệ thêm khách hàng. Thì hiện nay là FRI có tất thảy là 7 sản phẩm bổ trợ đi kèm. Các anh chị cố gắng đính kèm thêm các sản phẩm bổ trợ để bảo vệ cho khách hàng. Và đặc biệt là đối với sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 thì khách hàng sẽ phải đính kèm thêm 2 sản phẩm bổ trợ đi kèm đối với sản phẩm chính đón đầu thay đổi, các anh chị nhé. Thì đối với quyền lợi bảo vệ thì các anh chị nhìn thấy rằng là trên trục rủi ro, trên trục từ khi khách hàng tham gia cho tới khi khách hàng 80 tuổi, khách hàng sẽ được bảo vệ trước ba cái rủi ro lớn nhất trong cuộc đời. Rủi ro đầu tiên đó là ung thư giai đoạn sau. Ung thư giai đoạn sau được hiểu rằng đó là ung thư ác tính và có sự xâm lấn di căn. Khi gặp rủi ro này, khách hàng ngay lập tức sẽ được chi trả là 10 lần phí bảo hiểm cơ bản của một năm hợp đồng và tối đa lên tới 30% số tiền bảo hiểm khách hàng tham gia. Và khi gặp rủi ro ung thư này, khách hàng được chi trả ngay lập tức, đồng thời các quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo, hợp đồng vẫn tiếp tục, thưa các anh chị. Quyền lợi ung thư này sẽ bảo vệ cho khách hàng từ khi tham gia cho tới khi kết thúc hợp đồng năm 80 tuổi luôn. Quyền lợi thứ hai đó là khi khách hàng không may gặp rủi ro tử vong thì công ty sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa tài khoản bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cộng với tài khoản đầu tư thêm nếu có. Nhìn sang thì các anh chị sẽ thấy là quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn thì chi trả y hệt như tử vong nhưng sẽ được nhận thêm cái khoản hỗ trợ thu nhập là 50% số tiền bảo hiểm. Thì như các anh chị cũng biết, nếu khách hàng rủi ro tử vong thì sẽ là không tạo ra thu nhập được nữa, nhưng mà cái chi phí thì cũng không cần phải tốn thêm gì nhiều. Nhưng nếu như bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, một mặt là thu nhập sẽ không tạo ra thêm được, nhưng khách hàng vẫn cần phải những cái chi phí để tiếp tục cho việc là hỗ trợ sống. Do vậy, FRI sẽ hỗ trợ thêm cho khách hàng là 50% số tiền bảo hiểm. Đây là một giá trị rất là nhân văn của sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 này. Sang quyền lợi thứ hai là quyền lợi đầu tư. Thì khách hàng tham gia sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0, khách hàng sẽ được công ty đưa cái phí của khách hàng vào cái quỹ liên kết chung để mang đi đầu tư. Và công ty đầu tư vào những hạng mục an toàn và ổn định như gửi tiền vào ngân hàng, như mua trái phiếu chính phủ để được đảm bảo cái lãi suất trong suốt thời gian dài của hợp đồng. Và đối với sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0, lãi được tính theo ngày và được tự động cộng vào tài khoản hợp đồng của khách hàng hàng tháng. Và hiện nay các anh chị nhìn thấy rằng là FRI đón đầu thay đổi 2.0 đang chi trả cho khách hàng với mức lãi suất rất là tốt, 5,5% một năm. Và nếu như trong tình huống mà cái quỹ liên kết chung đầu tư không có hiệu quả
thì công ty cũng cam kết trả cho khách hàng cái mức lãi suất đảm bảo trong suốt thời gian hợp đồng, cụ thể như trên màn hình các anh chị nhìn thấy, tối thiểu là 1,5% kể từ năm thứ 16 trở đi. Đây là một sự cam kết rất là dài hạn mà không một tổ chức tín dụng nào có thể cam kết cho khách hàng. Thứ hai là về đối với cái việc mà đầu tư thêm để hưởng lãi thì khách hàng có thể đầu tư bất kỳ lúc nào trong suốt toàn bộ thời gian hợp đồng có hiệu lực, kể từ khi tham gia cho tới khi kết thúc thời hạn hợp đồng, và khách hàng được đầu tư thêm tối đa mỗi năm gấp 2 lần tới cái phí cơ bản quy năng của hợp đồng đầu tiên. Lấy ví dụ như là anh Minh 35 tuổi, anh ấy tham gia đón đầu thay đổi 2.0, số tiền bảo hiểm 2 tỷ và anh ấy lựa chọn định kỳ đóng phí là quý, và mỗi một quý là tham gia đóng phí cơ bản là 7,8 triệu một quý. Vậy thì cái khoản đầu tư thêm tối đa mỗi năm anh Minh có thể đầu tư là bao nhiêu? Thì các anh chị nhìn thấy, đầu tiên là một năm có 4 quý thì lấy 7,8 triệu một quý nhân với 4 là ra phí cơ bản mỗi một năm, và khoản đầu tư thêm tối đa là gấp 2 lần phí cơ bản quy năm, như vậy nhân với 2 và ra là 62,4 triệu. Đây là khoản đầu tư thêm tối đa mà anh Minh có thể đầu tư thêm được. Và tham gia sản phẩm này thì khi khách hàng đạt độ tuổi 80, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi khi kết thúc hợp đồng. Khách hàng nhận về toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng, giá trị tài khoản hợp đồng tại độ tuổi 80, đây như là một cái quỹ hưu trí cho khách hàng. Đồng thời khi khách hàng kết thúc hợp đồng, công ty sẽ thưởng thêm cho khách hàng gọi là quyền lợi mừng tuổi 80, cụ thể là 20% số tiền bảo hiểm chi trả cùng lúc luôn với quyền lợi khi kết thúc hợp đồng. Ví dụ khách hàng tham gia số tiền bảo hiểm là 1 tỷ thì khi kết thúc ở một tuổi 80, khách hàng sẽ có thêm được 200 triệu tiền mừng tuổi. Nếu tham gia 2 tỷ sẽ có 400 triệu, tham gia 3 tỷ là được 500 triệu, bởi vì quyền lợi mừng tuổi 80 là tối đa không vượt quá 500 triệu các anh chị ạ. Sang thứ ba là quyền lợi cộng thêm. Quyền lợi cộng thêm thì gồm có thưởng duy trì hợp đồng, công ty sẽ thưởng cho khách hàng vào 4 thời điểm, đó là cuối và mỗi năm, năm thứ 5, năm thứ 10, năm thứ 15 và cuối năm 20. Cụ thể, công ty sẽ thưởng cho khách hàng là 50% tổng tất cả các khoản lãi đầu tư phát sinh từ tài khoản bảo hiểm trong giai đoạn xét thưởng. Giả dụ ở cuối năm thứ 5 thì giai đoạn xét thưởng của nó sẽ là năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư và năm thứ năm. Nếu như trong 5 năm này khách hàng đóng đủ phí cơ bản hàng năm và khách hàng không rút tiền từ tài khoản bảo hiểm thì cuối năm thứ năm khách hàng sẽ được thưởng 50% tổng các khoản lãi đầu tư từ năm thứ nhất đến năm thứ năm của tài khoản bảo hiểm. Tương tự như vậy thì cuối năm thứ 20 khách hàng sẽ được thưởng 5 năm của năm thứ 16, 17, 18, 19 và 20. Những năm đầu thì có thể là cái tiền trong tài khoản bảo hiểm của khách hàng không nhiều nên tiền lãi nó chưa nhiều. Nhưng mà những năm từ 15 trở đi thì cái tài khoản khách hàng đã tăng lên rất là đáng kể và tiền lãi của khách hàng cũng rất là nhiều các chị ạ. Quyền lợi cộng thêm số 2 là quyền lợi tăng số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe. Thông thường khi khách hàng tham gia thì nếu như khách hàng muốn thay đổi số tiền bảo hiểm, cụ thể là tăng số tiền bảo hiểm lên, thì khách hàng cần phải kê khai về tình trạng sức khỏe. Nếu đủ điều kiện thì công ty sẽ cho tăng. Nhưng ở đây vào những cái giai đoạn và những cái sự kiện như trên màn hình các chị thấy, đó là khi người được bảo hiểm kết hôn, người được bảo hiểm sinh con hoặc nhận con nuôi, hoặc là con của người được bảo hiểm bắt đầu đi học vào đầu các cấp, thì khách hàng sẽ được miễn thẩm định khi yêu cầu gia tăng số tiền bảo hiểm lên, bởi khi này vai trò trách nhiệm của khách hàng được gia tăng thì công ty sẽ cho khách hàng miễn thẩm định sức khỏe với điều kiện là trong vòng 6 tháng kể từ khi xảy ra một trong ba sự kiện trên thì khách hàng sẽ được yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm lên. Lưu ý ở đây đó là số tiền bảo hiểm khách hàng tăng lên tối đa là bằng 100% số tiền bảo hiểm ban đầu nhưng không vượt quá 500 triệu đồng các anh chị nhé. Và khách hàng sẽ được tăng số tiền bảo hiểm, được sử dụng cái quyền lợi cộng thêm này áp dụng trước khi khách hàng 60 tuổi. Và dĩ nhiên là khi tăng số tiền bảo hiểm lên thì phí cơ bản, phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi anh chị ạ. Quyền lợi cộng thêm số 3 đó là quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng. Thì trong 3 năm đầu tiên, công ty cam kết
hợp đồng của quý khách hoặc của khách hàng luôn được duy trì hiệu lực, kể cả trong trường hợp tài khoản bảo hiểm của khách hàng không đủ để chi trả cho chi phí rủi ro hàng tháng và chi phí quản lý hàng tháng, với điều kiện đó là khách hàng đóng đủ phí cơ bản đúng thời hạn và khách hàng không rút tiền từ tài khoản bảo hiểm. Cái quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng này thường sẽ rất là hiệu quả, rất là tốt đối với những khách hàng ở những độ tuổi lớn tuổi hoặc là những khách hàng có hợp đồng dưới chuẩn, tức là tình trạng sức khỏe của khách hàng có vấn đề đó. Và thứ tư đó là những cái tính năng linh hoạt của sản phẩm. Thì khi nhắc tới sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 thì tính năng đầu tiên mà đến hiện nay rất ít công ty trên thị trường có được, đó là tính năng rút tiền trực tuyến online 24/7 cái gì ạ? Tức là khách hàng có thể ngồi ở bất cứ ở đâu, khách hàng dùng bất cứ thiết bị nào miễn có kết nối mạng, ngay lập tức khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản bảo hiểm của mình một cách rất là nhanh chóng, y như là rút tiền trong tài khoản ATM của mình, chỉ ba bước đơn giản thôi thưa anh chị. Đó là khách hàng truy cập vào cổng thông tin khách hàng, sau đó nhập số tiền cần rút và nhập cái số tài khoản nhận tiền. Các anh chị lưu ý ở đây là số tài khoản và chủ tài khoản là phải đúng giống như là tên của là bên mua bảo hiểm, và sau đó nhập mã xác nhận, ngay lập tức tiền sẽ về trong vòng tích tắc thôi. Và thứ tự ưu tiên rút tiền như sau. Thứ nhất là nếu như khách hàng có tài khoản đầu tư thêm thì công ty sẽ ưu tiên khách hàng rút tiền từ tài khoản đầu tư thêm trước, còn khi tài khoản đầu tư thêm hết thì sẽ rút tiền từ tài khoản bảo hiểm. Và hợp đồng sau 21 ngày cân nhắc là khách hàng có thể rút tiền được. Quy định về số tiền rút luôn luôn tối thiểu là 2 triệu đồng trên một lần rút tiền cái gì ạ? Đối với tài khoản đầu tư thêm thì khách hàng có thể rút hết luôn cái tài khoản đầu tư thêm. Còn đối với tài khoản bảo hiểm thì khách hàng sẽ rút tối đa được 80% của giá trị hoàn lại. Giá trị hoàn lại là giá trị mà khách hàng sẽ nhận được khi hủy ngang hợp đồng. Nó có một cái cột ở trên cái bảng minh họa, các anh chị sẽ nhìn thấy cái cột giá trị hoàn lại. Thì khách hàng rút tối đa là 80% của cột giá trị hoàn lại này. Và phải để lại trong tài khoản bảo hiểm ít nhất là còn 5 triệu thưa các anh chị. Và đối với trường hợp mà khách hàng rút online thì mỗi một ngày công ty quy định là khách hàng chỉ được rút tối đa là 50 triệu một ngày nếu mà rút online. Quyền lợi linh hoạt thứ hai đó là quyền lợi thay đổi số tiền bảo hiểm. Khách hàng có thể thay đổi số tiền bảo hiểm của hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc. Trong 21 ngày cân nhắc, khách hàng có thể tăng giảm mệnh giá, có thể thêm bớt sản phẩm bù trợ, thậm chí khách hàng có thể hủy hợp đồng để nhận lại tiền. Thứ hai là khách hàng có thể thay đổi hợp đồng kể từ năm thứ hai của hợp đồng. Nếu như khách hàng yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm lên thì khách hàng sẽ được tăng số tiền bảo hiểm kể từ năm thứ hai cho tới khi khách hàng 70 tuổi thì khách hàng được quyền yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm lên. Và khi yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm thì phí bảo hiểm cơ bản sẽ được điều chỉnh thay đổi tương ứng với số tiền bảo hiểm mới. Và dĩ nhiên khi yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm lên thì khách hàng phải đảm bảo các điều kiện về thẩm định của FOB đưa ra thì mới được đáp ứng tăng số tiền bảo hiểm lên. Và cái ngày mà áp dụng cái số tiền bảo hiểm mới đó là ngày đến hạn đóng phí tiếp theo của kỳ phí kế tiếp. Còn nếu như trường hợp mà khách hàng yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm xuống thì phí bảo hiểm cơ bản không thay đổi. Phí bảo hiểm cơ bản không thay đổi và số tiền bảo hiểm mới sẽ áp dụng ngay ngày kỷ niệm tháng tiếp theo. Như vậy các chị thấy rằng là để tăng số tiền bảo hiểm lên thì áp dụng vào kỳ đóng phí tiếp theo, còn để giảm số tiền bảo hiểm xuống thì áp dụng vào ngày kỷ niệm tháng tiếp theo. Một số quy định về nghiệp vụ của sản phẩm thì đầu tiên đó là vùng miễn khám. Trên màn hình các chị nhìn thấy là vùng miễn khám của FA hiện nay là rộng nhất thị trường. Đối với những khách hàng mà dưới 51 tuổi thì vùng miễn khám lên tới 3 tỷ đồng, nghĩa là khách hàng tham gia số tiền bảo hiểm lên tới 3 tỷ đồng. Dưới 3 tỷ thì khách hàng sẽ được miễn khám. Còn đối với khách hàng tham gia mà độ tuổi dưới 60 tuổi thì vùng miễn khám lên tới 2 tỷ. Và những khách hàng trên 60 tuổi thì khách hàng tham gia trên 1 tỷ rưỡi mới phải đi khám sức khỏe. Vùng miễn khám rất là rộng, thưa anh chị. Điều kiện tham gia của sản phẩm đón đầu thay đổi 2.0 đó là độ tuổi tham gia của người được bảo hiểm từ đủ 30 ngày tuổi cho tới 70 tuổi và kết thúc vào năm khách hàng 80 tuổi. Thời hạn đóng phí
khách hàng sẽ được đóng phí linh hoạt tới năm 80 tuổi và công ty chỉ bắt buộc khách hàng đóng đủ 3 năm đầu tiên của cái phí cơ bản thôi. Như vậy từ năm thứ tư trở đi khách hàng sẽ được linh hoạt về đóng phí. Linh hoạt về đóng phí ở đây, thứ nhất là khách hàng có thể đóng phí bất kỳ lúc nào trong năm cũng được, tức là thời gian, linh hoạt về thời gian. Cái thứ hai, khách hàng có nhiều, khách hàng đóng nhiều, có ít, đóng ít, đó là linh hoạt về số tiền đóng. Thậm chí nếu một năm nào đó khách hàng gặp rủi ro về tài chính, khách hàng có thể ngưng đóng phí, miễn là giá trị trong tài khoản hợp đồng vẫn lớn hơn không, đủ trừ các phí rủi ro thì hợp đồng vẫn có hiệu lực. Và số lượng người được bảo hiểm tham gia bổ trợ lên tới 7 người trong một hợp đồng, anh chị ha. Về quy định về cái phí tham gia, phí cơ bản, thì đối với bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân thì phí cơ bản tối thiểu quy năm là 10 triệu, còn nếu nửa năm và quý thì tối thiểu phải 5 triệu. Còn nếu bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp thì phí tối thiểu định kỳ phí quy năm là 6 triệu, quý nửa năm là 3 triệu. Đối với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng và số tiền bảo hiểm tối đa thì áp dụng theo độ tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia. Cụ thể là đối với người được bảo hiểm từ đủ 30 ngày tuổi tới dưới 6 tuổi thì khách hàng chỉ có thể tham gia số tiền bảo hiểm tối đa là 2,5 tỷ đồng. Còn đối với người từ đủ 6 tuổi cho tới dưới 18 tuổi thì số tiền bảo hiểm tối đa là 4 tỷ đồng. Và người được bảo hiểm từ đủ 18 tuổi trở lên thì không giới hạn số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên công ty sẽ phải thẩm định, ở đây là thẩm định về sức khỏe và thẩm định về tài chính. Nếu thỏa điều kiện thì công ty cho khách hàng tham gia. Như vậy, Xuân có thể tóm tắt quyền lợi của sản phẩm đón đầu thay đổi trên một slide, các anh chị có nhìn thấy. Đầu tiên, kể từ khi tham gia cho tới khi kết thúc hợp đồng ở năm 80 tuổi, quyền lợi bảo vệ của khách hàng sẽ bảo vệ trước 3 rủi ro. Cụ thể như là ung thư giai đoạn sau thì được 10 lần phí bảo hiểm cơ bản của một năm, không quá 30% số tiền bảo hiểm. Và quyền lợi ung thư giai đoạn sau sẽ được bảo vệ từ khi sau 90 ngày kể từ khi khách hàng tham gia cho tới khi kết thúc hợp đồng vào năm thứ 80 tuổi. Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và quyền lợi tử vong cũng bảo vệ cho khách hàng từ khi tham gia cho tới năm 80 tuổi. Thứ hai là quyền lợi đầu tư thì khách hàng sẽ hưởng lãi đầu tư từ quỹ liên kết chung. Năm 80 tuổi kết thúc hợp đồng, khách hàng nhận về toàn bộ giá trị trong tài khoản hợp đồng và có thêm quyền lợi mừng tuổi 80 là bằng 20% số tiền bảo hiểm. Và quyền lợi cộng thêm thì có 3 cái quyền lợi cộng thêm: đảm bảo duy trì được hợp đồng, thưởng duy trì hợp đồng và tăng số tiền bảo hiểm lên.